Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ vệ sinh cái chuồng cho em Diễm nha. Đây là okay. Chúng ta cùng đi vệ sinh. Chúng ta cùng đi thôi. Đi luôn. Đầu kia. Mình sẽ đi ra ngoài. Để mình kiểm vệ sinh chuồng. Vệ sinh hai cái chuồng này. Cho ba em Diễm, để ba em Diễm. Để cho nó mát mẻ. Ôi em Diễm là con trai à. Đi. Đây. À đi ra đây nè. Chú bơi mất. Tạm thời mình sẽ bỏ ba em Nhím vô trong cái trái này, quả trứng này. Rồi đó, dĩa vô đây luôn nè. À. Mất vệ sinh. Wow, ghê quá. Đây là em Nhím màu trắng. Là con đực hay con cái? Con cái. Em màu trắng. Em này màu tiêu. Màu tiêu. Sô cô la. Hồi nãy con đó đi xuống rồi chứ từ. Đúng rồi. Ây da, trời. Trời ơi, trời ơi. Nó cắn này. Sao không? Cái gai nữa hả? Tuột cái tay. Dạ. Rồi đây. Rồi. Ai nữa? Này. Ừ, nó đi. Để bị cái tròn á. Cái đổ này ra xong rồi thay cái khác. Ngoài ngoài lì quá. Cái đó là cái gì chứ ta? Này là phăng. Phăng. À. Gì đó? Lật. Tính đi chơi hả? Trong cái khay thức ăn luôn. Em Nhím ai vô quá. Khay thức ăn ai vô đây luôn. Đồ ở vô. Rồi xong bây giờ đi vô kia xong rồi vệ sinh lại cái quả trứng nha. Chúng ta sẽ cho mùng cưa vào trong thùng. Đây là bột gỗ. 1 2 3 cưa là nó giống như là cát vậy đó, nó chui á, ở nó ngủ thì. Rồi. Rồi ngoại ngoại nè, quay quay quay, bò đi tầm bậy hả? Rồi, đặt cái nước vô, ủa cái cây đâu rồi? Rớt cây. Còn đây là thức ăn meo meo cho mèo. Mà Nhím ăn được hả? Đúng rồi, Nhím ăn thức ăn của mèo. Em sô-cô-la bò kìa. Sô-cô-la nhìn kìa.
ra nhìn làm gì đó, ra nhìn làm gì đó. Thò đầu ra, thò đầu đây. Tính đi đâu đó? Tính đi đâu đó? Mày thò đầu ra nè. 2, 3, đó 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 đó, giống chuột kia chưa? Cái mỏ y chang con chuột luôn. Tính đi đâu đó? Đi vô. Đi vô. Rồi. Ở đây. Đây đây luôn. Nó còn đâu em nữa rồi. Rồi. Nằm ngoài nó không ra luôn. Trời ơi. Nó dính luôn rồi. Ngoài không ra luôn. Ơ, sướng rồi. Rồi. Cái bồ ăn kìa. Quay mở nó ăn kìa. Quay mấy em kia đây. Em vào đây nè. Những con gì nuôi phải này. Đây là em sô cô la. Em sô cô la rất là dữ. Về quá. Giờ có đâu. Nè, không không rồi con này nè. Mấy con đã dữ lắm. Vậy. Con này còn nhỏ xíu xíu à. Con này kiếm cái gì vậy ta? Dạ. Trời ơi, biết không biết. Em muối tiêu. Nên là em sô-cô-la. Em sô-cô-la đang ăn. Mực ăn không? Đây, em Bunny đang kiếm chỗ chui nè. Em Bunny hình như đang đào tổ. Bớt. Đây em sô-cô-la ăn khí thế luôn nè mấy bạn. Đó, ghê chưa. Đây là nước của mấy em đó. Em này bị gì mà cứ hắt xì quá bạn ơi. Em này bị bệnh rồi, em này hắt xì nè. Đó. Em này là sô-cô-la, còn em này là muối tiêu, em này là vani. Như con này nó hắt xì vậy tự. Rồi xong cái nhà sạch rồi nha. Cái quà nha, trứng đẹp này nè. Đứa nào mở ậy đây, khai mau. Con Bunny. Nhầy ngấu nghĩ. Con này cái lông nó còn nhỏ. Dạ, nó mềm à. Nó kêu có đau tay. Mình cầm nó đây. Dễ thương quá, cái mắt ngọc. Ê, một mắt bên đây nó bị sao rồi. Đi coi. Một mắt. Ủa, bên đây nó bị ghen. Gì vậy? Rồi nó muốn mù luôn rồi. Vệ sinh cho nó. Ừ. Nó muốn mù rồi. Anh nào kêu cái gì vậy? Một bữa hai con mà bây giờ một mắt nó bị. Rồi sao muốn mù mắt bên đây rồi. Rồi chưa. Mù. Rồi em này làm cái gì? Mắt màu đen. Màu đen. Ăn mà cứ khẹt khẹt hoài. Em này là gần lớn thôi chứ sao. Em này trung trung. Em này bình thường, không có gì hết. Cái miệng trên nó dài hơn cái miệng dưới. Khẹt 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 khẹt. Đói hả? Ừ. Đây là miếng đập. Miếng đập. Đấy, miếng cái. Có cái đuôi, nhím nó có cái đuôi nữa. Nhím cái đuôi hả chứ sợ? Ừ. Em sẽ không là. À, em này là lớn nhất mà, lì nhất. Em này là. Này nhím đực nè. Con anh.
Có con cu kìa. Mắt to chà bá luôn. Màu đen. Mắt lòi. Ăn đi. Cái con này nói chung nhiễm hơi kìa. Ừ. Đi dọc. Nhiễm mình cho nó ăn chứ. Ừ. Ăn cho mèo. Chưa ngủ hả? Ăn nó bỏ ra ngoài. Đến nằm ở ấy thêm cục ở bên kia nữa. Con này nó không.